Sau 24 năm hình thành và phát triển, với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, DIC Corp đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện nay, DIC Corp đang mở bán căn hộ thuộc dự án cao ốc Thủy Tiên, một dự án có kiến trúc độc đáo tại thành phố biển Vũng Tàu, nơi khởi đầu hạnh phúc và chắp cánh cho mọi ước mơ. Tọa lạc trên đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, cao ốc Thủy Tiên liền kề dự án câu lạc bộ du thuyền Tiên Sa, cách khu du lịch Cáp Treo Vũng Tàu khoảng 600 mét, công viên bãi trước 1 km và 2 km để đến bến tàu cánh ngầm đi thành phố Hồ Chí Minh. Cao ốc Thủy Tiên được xây dựng trên tổng diện tích 3.465,5 m² với quy mô 18 tầng, được đơn vị Winter Group của Australia thiết kế theo lối kiến trúc sang trọng, hiện đại, hòa mình cùng thiên nhiên. Sở hữu một vị thế phong thủy, ỷ sơn hướng hải, một tuyệt tác kiến trúc của thiên nhiên. Với lưng tựa núi lớn, huyền vũ, biểu tượng của quý nhân, của sự phù trợ. Trước mặt là bờ biển trải dài, nơi hội tụ sinh khí của đất trời, mang đến nguồn tài lộc dồi dào và sự bình yên cho từng cư dân sinh sống nơi đây. Cao ốc Thủy Tiên là chặng đường của hành trình mang sứ mệnh kiến tạo những không gian sống hoàn mỹ nhất. Sống trong căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, tiện ích vượt trội, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ cho cuộc sống hoàn hảo, từ hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, thang máy tốc độ cao, khu nhà hàng, bar cà phê và đội ngũ quản lý phục vụ chuyên nghiệp. Đặc biệt, dịch vụ quản lý và khai thác căn hộ dưới hình thức timeshare trong thời gian bạn không có nhu cầu sử dụng căn hộ. Với những ưu thế khác biệt nêu trên, cao ốc Thủy Tiên không những mang lại một không gian sống hoàn hảo mà còn thể hiện sự thịnh vượng và tôn vinh đẳng cấp của bạn. Cao ốc Thủy Tiên có 8 loại căn hộ với diện tích đa dạng từ 52 đến 201 mét vuông, tương ứng với thiết kế của căn hộ có 1, 2 và 3 phòng ngủ, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Các căn hộ được thiết kế hoàn hảo, giúp tối đa tầm nhìn và tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Không gian phòng khách, bếp và phòng ăn liên thông nhưng vẫn tôn trọng sự kín đáo và riêng tư theo truyền thống của người Á Đông. Ban công phóng khoáng với tầm nhìn trực tiếp ra biển Vũng Tàu trong xanh được thiết kế hợp lý để hưởng trọn vẹn ánh nắng ban mai ấm áp vào buổi sáng và những làn gió mát dịu khi chiều về. Không gian phòng ngủ được thiết kế tinh tế, lãng mạn để bạn tận hưởng từng giây phút quý giá của cuộc sống. Không gian phòng tắm trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn nhờ sự bố trí hợp lý và sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu ốp lát, thiết bị sử dụng, ánh sáng và chỗ lấy không khí tự nhiên. Từng đường nét trong căn hộ được các chuyên gia chăm chút tỉ mỉ để đảm bảo sự hài hòa giữa các không gian và hợp lý trong công năng sử dụng, với mong muốn chủ nhân của căn hộ thực sự có được cuộc sống thoải mái, sang trọng và hạnh phúc. Chân vào cuộc sống sang trọng và tiện nghi cũng là lúc chúng ta tự hào cho bao nỗ lực của mình được đền đáp. Cuộc sống thật thi vị, mỗi căn hộ là một nét đặc sắc riêng được chúng tôi sáng tạo cho nỗ lực thành công đáng trân trọng của bạn. Cao ốc Thủy Tiên Vũng Tàu, nơi bạn có thể gác lại bộn bề của cuộc sống để thanh thản trong thế giới riêng đầm ấm của mình. Và từ nơi này, bạn được nghe biển hát, được hòa mình trong nắng gió, được tận hưởng những cung bậc cảm xúc của cuộc sống xanh hoàn hảo.